Xin chào tất cả các chị và các bạn. Em là tư vấn viên của trang Jolly Carbon, độc quyền nhà phân phối Củ Chi. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các chị lựa chọn một loại kem phay phù hợp, một loại kem phay cao cấp dưỡng cho da mặt. Và có thể các chị nào bị nám nè, tàn nhang nè, bị sau khi sinh mặt bị nám hay là chúng ta đang bị mụn, thì tất cả những vấn đề đó em sẽ được giải đáp trong cái video clip này luôn. Thì như các chị cũng đã biết, dòng kem carbon của công ty em đang rất là được thịnh hành và được rất là nhiều các ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng sử dụng và tin dùng. Thì bên em dòng carbon có hai loại kem, đó là kem carbon đen và bên carbon đỏ. Thì không biết là các chị thường hay phân vân không biết da của mình hợp với carbon đen hay là carbon đỏ. Em sẽ hướng dẫn cho mọi người lựa chọn cái loại nào phù hợp nha. Thì cái kem phay màu đen nó sẽ phù hợp với những loại da nè, da có nhờn, da đang bị mụn, bị thâm, thì chúng ta sẽ sử dụng cái carbon đen màu đen. Vì cái carbon đen nó sẽ giúp cho da của mình kháng lại mụn, diệt khuẩn các loại mụn và tránh làm cho mụn lây lan, dưỡng trắng da và đồng thời trị thâm sau mụn rất là tốt. Thì các chị đang bị mụn hãy dùng carbon đen nha. Chất kem của carbon đen á, nó là chất kem lotion sệt. Thì hũ này hồi lúc trước em sử dụng vừa mới hết một hũ thì nó đã hết mụn rồi đó. Dòng đặc tính của phay lotion có nghĩa là nó sẽ thấm sâu vào biểu bì da và điều trị mụn rất là hiệu quả. Các chị bị mụn nên lưu ý là chúng ta sử dụng carbon ban đêm màu đen là tuyệt vời nhất luôn. Nhưng đối với cái loại da mà chúng ta bị không có mụn nhưng mà da của mình bị tàn nhang nè, hoặc là bị nám sâu, nám rất là nặng và nó đen ở một cái vùng da đó luôn, thì bây giờ mình cần một loại kem tái tạo lại những cái vùng da bị nám, thì đó là bí quyết là kem carbon đỏ. Carbon đỏ có tác dụng là điều trị nám nè, trị tàn nhang, trị các vết thâm trên mặt, làm trắng da, cung cấp collagen phục hồi da hư tổn. Đó, thì tất cả các trường hợp da của các chị bị hư hoặc bị nám, bị đen thì chúng ta sử dụng cái kem phay đỏ để dưỡng da nè. Chỉ cần da của mình không mụn, mình muốn dưỡng trắng thì mình sử dụng carbon đỏ sẽ giải quyết được những tình trạng đó. Carbon đỏ còn cung cấp thêm collagen giúp cho các chị chống lão hóa. Khi mà chúng ta bước qua tuổi 25-30 trở lên á, thường là da chúng ta dễ bị lão hóa lắm, thì các chị nên sử dụng cái kem phay đỏ này để tránh lão hóa, da của mình sẽ căng và đàn hồi tốt hơn. Đó, thì kem phay đỏ nó cũng là dạng phay lotion sạch luôn đó. Công ty Carbon đã điều chế tất cả những thành phần vào cái sản phẩm này là những thành phần VIP nhất và tốt nhất, cho nên các chị sử dụng kem thì các chị không cần phải lo lắng và sợ kem có hóa chất hay bất cứ một cái thành phần gì hết. Hoàn toàn là thiên nhiên 100% đã được kiểm định bởi Bộ Y tế, cấp phép lưu hành sản phẩm, có hóa đơn chứng từ, và khi mua sản phẩm thì chúng ta sẽ được đảm bảo hành sản phẩm đến đây cái miếng kem cuối cùng luôn, cái giọt kem cuối cùng mình sử dụng đều được đảm bảo. Bên em thì ngoài ra còn có rất là nhiều các loại sản phẩm khác nữa, các anh chị có thể liên hệ cho shop em để mua. Nhưng có một bí quyết mà em thường hay sử dụng, em muốn giới thiệu đến cho các chị, đó chính là cái kem chống nắng. Theo các chị á, thì chống nắng nó đơn giản và chúng ta nghĩ bịt khẩu trang là đã chống nắng rồi, nhưng trên thực tế không phải là như vậy. Da chúng ta sẽ bị UVA và UVB nó đi xuyên qua những cái lớp vải, những lớp khẩu trang của mình, ảnh hưởng đến da mặt trực tiếp. Thì khi đó chúng ta cần một loại kem chống nắng để chống lại những tia UV đó. Đó là kem chống nắng carbon SPS 50. Đây là kem chống nắng loại cao cấp nhất ở bên công ty Hoàng Hương Long, đã cho ra mắt cách đây khoảng 5 tháng và đang rất là chạy hàng và cháy hàng liên tục luôn. Vì nó có độ chống nắng SPS 50, chống nắng rất là hiệu quả và nó còn giúp cho da của mình căng bóng và make up da luôn. Mỗi ngày các chị chỉ cần dùng một cái giọt nhỏ là đã dưỡng được da và chống nắng rồi. Thì ưu điểm của kem chống nắng đó chính là giúp cho chúng ta chống lại tia ánh nắng mặt trời nè,
giảm thiểu những hư tổn của cái da mặt của mình. Đó là bí quyết của rất nhiều các cô gái Hàn Quốc, ngày nào người ta cũng dùng chống nắng hết. Vì vậy da của người ta rất là trẻ và khỏe. Đó là lý do vì sao mà tất cả các chị em ở bên Hàn Quốc á, người ta da mặt người ta trông rất là xinh hơn so với tuổi. Ví dụ như người ta 30 tuổi thì nhìn á, chỉ khoảng tầm chừng 20 thôi, trẻ hơn khoảng 10 tuổi luôn. Đó chính là bí quyết là cái kem chống nắng này đây. Thì các chị không tin, các chị có thể dùng thử một tiếp, đảm bảo các chị sẽ cực kỳ hài lòng và ưng ý luôn. Giá của em chống nắng này á, là 399.000. Và giá của một hộp kem face VIP hộp nhỏ là 420, hộp to là 990, đồng giá hai màu bằng giá với nhau luôn. Đó, các chị muốn mua hàng hãy liên hệ trực tiếp cho shop em để mua nha. Cảm ơn các chị rất là nhiều.